gì đấy? Anh đã được win, anh đã được win. Isabel, this is my favorite. That's your national. But you saw this year. Yes. Yeah. You don't know?
Brazil là có nhiều người chưa có được đi Brazil, như châu chưa đi Brazil bao giờ, nhưng mà Brazil là một nước rất là thích du lịch, và Brazil khi Việt Nam mình là đá banh đó là cũng là một cái môn thể thao quốc gia, mọi người sẽ không ngừng nó được và cổ vũ. Bên trên đó là Isabella có coi nhưng mà không nhớ được hết tên cầu thủ nào. I will help you.